Ôi dồi ôi, lặng quá rồi. Hình như có bóng người. Ta phải chạy vào trong này ta ẩn mới được. Lầy bà kia, ai cho bà vứt rác vào cổng nhà tôi? Hôm nay tôi ngồi trong nhà, tôi nhìn thấy bà 35 gió 15 là bà vứt rác ở cổng nhà tôi. Hôm nay bà không cãi được mấy tôi. Chả vờ câm này còn chả vờ điếc cơ chứ. <laughs> <laughs> cái bao rác gì mà to quá, mùi thì kinh cả người lên, rồi nhặng thì ong ong ấy. lây bà, sao bà vứt rác ở cổng nhà tôi? em có biết gì đâu, lắng quá. em đi đến đây, em ngồi em nghỉ, em đã thấy có từ lâu rồi. Được đấy. là tôi hỏi bà là hỏi thế thôi, chứ còn tôi dình bà ba ngày hôm nay rồi. Hôm nay tôi mới bắt được bà Bà không cãi được mấy tôi Ờ cái bác này hay nhỉ Em đã nói rồi Cái bao này là không phải của em Bác tránh ra cho em đi Có Tôi không đại tránh Hôm không, tránh. Bà không bà mang tránh tránh ra. Ra. thì tôi không tránh, tránh. ra cho Tôi không tránh Dạ Đấy Cái mùi của bà bà chẳng ngửi được Kiến chi là gia đình nhà tôi Hôm nay bà phải vứt bao rác đi cho tôi Hay nhỉ em đã nói với bác rồi là cái bao này là không phải của em Bác thử nhìn xem cái bao này của em có dấu, có ấn, có chuyện gì không Sao bác này cứ đổi cho của em là thế nào Tôi không biết bao dấu kiện, dấu mát gì hết Nhưng chính thức hôm nay tôi nhìn thấy bà vứt xác vào cổng nhà tôi Hôm nay bà không mang đi tôi sẽ lôi bà lên chính quyền và địa phương để giải quyết Muốn mang đi đâu thì mang nhá tôi không chính quyền với địa phương gì hết nhá tôi không có sợ gì hết nhá bà muốn tránh ra cho tôi đi à, tránh bà cho tôi đi. tôi à hôm tránh tôi cho tôi, sẽ tôi đi bà lên chính quyền địa phương cứu bà ấy đánh tôi bà đánh tôi cái gì mà hai bác to tiếng nặng nề với nhau như thế cô à tôi đi đến đây lắng quá thấy bóng cây nhà bác ấy tôi ngồi tôi nghỉ thế mà bác ấy bảo tôi rằng là vứt rác ở đây thế có bực mình không hả cô cô à cô thấy không đấy bà này à, vừa đánh trống vừa ăn cướp một năm miệng mười mùng năm hết giải kinh năm hôm nay tôi phải cho bà ấy một trận Bác ơi, nếu có phải bao rác này của bác thì bác cứ nhận đi. Chúng tôi cũng không làm gì đâu bác ạ. Cô ạ, à, tôi thề trên có trời, trên có trời, dưới có đất là cái bao này là không có rác. Mà chỉ có hai con lợn và một con gà mới chết có hai ngày hôm nay thôi. Thế mà bà đi bảo tôi là rác. Tôi thì chẳng bực mình à, có bà phải xin lỗi tôi thì có ấy. Rồi ôi may quá hôm nay gặp cô ở đây, cái bà này bài bài bà, ấy, bà ấy, vứt rác sang cổng nhà tôi. Tôi bảo bà ấy bà ấy, cãi kinh lắm, Thôi, bà này à phải cho vào trại tâm thần thôi. <laughs> Hết thuốc chữa rồi cô ạ. À. Bác ơi, bác sai rồi. Bác nên nhận lỗi với bác đi. Rồi các bác sẽ làm hòa với nhau. Em biết cái sai của em rồi. Từ nay giờ đi em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ không vứt bừa rác ở ra đây nữa. Em à, à, xin lỗi bác. Từ nay giờ đi em sẽ rút kinh nghiệm. Đấy thấy không bà nhận lỗi trước thì có phải không? thôi tôi cũng biết tha thứ cho bà ấy thôi tôi tha thứ cho bà ấy nhờ bà con nhé thôi bây giờ bác nhận lỗi rồi còn bác đây đã biết là tha thứ cho bác đây rồi thì hai bác sẽ làm hòa với nhau thôi hàng xóm nắng giằng sớm nửa tối đèn có nhau thì ta nên nhỏ nhẹ và thông cảm cho nhau thì bây giờ có sự chứng kiến của tôi đây. Hai bác sẽ nằm hòa, tôi sẽ đếm. Một, hai, ba. Yeah! yeah. Chị em ơi, em có, ơi, gì, mà vui có thế. gì mà vui thế? Thế các bác đi đâu về đấy? Tôi đi thăm đầm. Tôi thấy ông bà nào bơm thuốc sâu. Thiếu ý thức vứt bừa vỏ thuốc sâu ở trên bà nên tôi gom về để vào một chỗ lơi quy định đấy cô ạ. À. Thế còn bác Phương ạ, à? cô ạ, à, tôi đi thể dục thì thanh niên bây giờ rất là láo, uống nước xong là vứt bừa bãi ra ngoài đường, tôi gom lại về để chế tái lại cô ạ. À. Vâng, thế thì tốt quá. Nếu mà mọi người dân ta đều có ý thức cao như các bác đây, thì sẽ giữ được môi trường xanh sạch đẹp. Vì rác thải bây giờ là một mối nguy hiểm cho con người đến sức khỏe cho nên là ta phải rác thải ta phải phân làm ba loại một là chai nhựa và bình ác quy bìa cắt tông rồi vân vân ta sẽ thu gom để tái chế lại còn như bắc bình đây là vỏ thuốc sâu ta nên gom lại để vào nơi quy định còn rác thải như đợt vừa rồi trên tỉnh và huyện đã chỉ đạo về bên phụ nữ chúng tôi làm men vi sinh để ủ rau củ quả làm phân vi sinh tưới cây rất là tốt còn như bắc điệu đây là con vật chết ta nên đi thu gom và ta sẽ mang đi trôn để bảo vệ cho môi trường xanh sạch đẹp bảo vệ được môi trường xanh sạch đẹp là bảo vệ cho chính bản thân mình cho người người cho, cho nhà, 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 nhà nhà cho, cho, cho nhà, toàn xã, xã, xã hội xanh sạch đẹp, đẹp.